Hello, xin chào các bác yêu quá xét. Hôm nay tôi lại nhận được một cái đơn hàng đây. À, tôi cùng các bác mở ra xem nhé, xem nó là cái cassette như thế nào nhé. Vì bản thân tôi thời điểm này cũng chưa biết nó như thế nào. Đây là con đài JVC, các bác còn gọi là JVC. Ok, đây nó cũng khá cũ nhưng mà rất là to các bạn, khá là to. Khả năng tới tôi sẽ làm cái video clip so sánh với 715S của Sony. Đấy, con này xứng đáng được so sánh với Sony 715. Đây là xin dưới đấy nhá. Đây là hai cái loa của nó này, loa này. À. Bên này một chiếc, bên này sẽ là một chiếc. Ok, tôi sẽ xoay cái này sang. Nhìn chung là còn khá zin các bạn ạ. Mỗi tội hình thức nó không được bóng bẩy cho lắm nhưng mà như vậy là ok rồi. Khá là bụi, không biết là hoạt động như nào. Đây, khá là bụi các bạn ạ. Hy vọng nó còn hoạt động ok. Tôi xem cái đầu từ. Đầu từ cũng rất là bụi. Đây là đầu từ thường này. Đây cũng là đầu từ thường. Wow, tôi nghĩ là thay nó khá là dễ. Đấy, chúng ta thay nó khá dễ. Đầu từ với cái đầu từ này, nó không phải là đầu từ reverse. Đây, cái này chỉ có chức năng record thôi. Chức năng reverse nó lại khác. Ok, thì tôi cắm điện thử xem nhé. Ok, 220 đến 240 này. Tín hiệu của radio. Đây là FM. Có thể sẽ còn rất là lâu và xa nữa, nhưng mà nó là một trong những cái nội dung có liên quan tới hoạt động của các bác tài. Vậy cho nên là chúng ta cũng phải có những cái ý kiến, phải không ạ? Và có thể là cũng sẽ có những cái phiếu thăm dò ý kiến được gửi đến cho các đơn vị hoạt động trong cái lĩnh vực này ạ. Dạ. Rồi, anh Đăng với lại Giang còn muốn chia sẻ gì thêm okay. Không ạ? Giang có tôi biết thấy những máy ở đầu dây bên kia không? Cửa bên này vẫn chạy này. Dạ. Cửa bên này thì không thấy chạy được. Không ạ? Chắc là đứt dây cura. Em hay là điện không này, vào thì thời gian này thì em cũng công việc cũng theo dõi. Tôi nghĩ là điện không vào. Này nọ, chắc là nó tắt là motor. Bận ok. Là tốt rồi, không tôi thử xem nhé. Ồ cái này bẩn quá các bạn. Có việc làm là tôi phải may lắm rồi. Cái này có lẽ phải sau khi tháo ra tôi mới vệ sinh được, vệ sinh đây nó không sạch cho lắm. Loa này không ra này.
đầu tư quá mòn luôn các bạn, đầu tư mòn quá, mòn hoặc là do bẩn đấy, nó ra đúng một loa. Rồi cái này tôi sẽ vệ sinh xong, như thế là ok thôi, khá là ok. Tôi sẽ review cho các bác sau nhé, sau khi tôi quét dọn vệ sinh sạch. Đây có con nhện vừa chạy ra này. Ơi đây là tắt mở, ok, chức năng CRO2 của JVC này thường có chức năng này. Đây là cần equalizer hoạt động khá ok, đây tuning này. À, ngoài ra không có chức năng gì nhiều. Ở đây có cái một số băng tần FM này, đây là CD in này, cũng có ngõ line in, đây là lỗ phone này, đây là volume này, đây là dumping là tốc độ để chúng ta ghi băng nhanh hơn này, tuner radio này. Ngày cái đài JVC tuner nó hay để giữa, à không, một số dòng Sony như vậy, CD in đích tức là đường line in nó hay để ở cuối này. Đó thì cũng giống tương tự như là cái đài PC30. Cái đài này cũng chưa biết là cái đài gì đấy. Để xem đằng sau đã. Ở đây các bạn, quay ra sáng nha. Đây là JVC RVK100. Ok. Nó to hơn cái con PC30 khá là nhiều. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cứ sao anh ngập ngừng. Nhà tôi đơn côi, mời anh ở lạc, thiếu đôi tay mềm biết nơi đâu mà tìm. Nhiều đêm cô đơn tựa sóng cửa nhỏ, ngoài mưa tuôn nghe sao lạnh vào. Anh nói yêu tôi tiếng ngon trên đầu môi, ngày ban đêm nay chỗ có chân tay nên một đời ôm lấy.
xuân. Nữ bông hoa núi rừng đẹp xinh đơn sơ, tình trong trắng cho đời ước mơ. Ngôi đèn quay đi. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video clip. Tôi vừa review cái đài JVC PC VK100 đây.